Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Trong Hòa Bình nhé. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại thầy giáo Tuấn đây anh em ạ. Thì hôm nay anh em chúng tôi sẽ chia sẻ với mọi người, có rất là nhiều người đang băn khoăn thắc mắc là mình nuôi làm như thế nào để mà có một đàn chúa hai à một đàn ong hai hai con chúa nhé mọi người nhé. Thì đây hôm nay anh em bọn em vừa mới cắt mũ đây anh em ạ. Đấy. Thì hôm nay đúng là ngày nó nở đây anh em nhé. Bọn em chọn đúng ngày nở luôn để em sẽ làm cho mọi người để thấy được rằng là bọn em nuôi mà hiện tại bây giờ đây mọi người này. Cái thùng ong này em khẳng định luôn với mọi người là bọn em không bắt chúa già nhá. Đấy. Bọn em sẽ có chúa non bọn em thả trực tiếp luôn đây anh em nhá. Đây này. Thì đây mọi người nhìn thấy cái mũ này nó đang chuẩn bị nó nở rồi này anh em này. Xin chào bà con nhá. Đây này. Thì hôm nay cũng như là lời hứa với bà con là chúa nở. Thế thì ngày nay đúng là ngày chúa nở, thì hôm nay mình sẽ thả một cái con ong chúa non bắt đầu chui ra vào một cái tổ ong mà hắn còn đang có chúa già. Vâng. Mà bà con cũng không cần phải coi như là bắt chúa già hoặc là tiêu hủy chúa già. Vâng. Mà để chúa già vẫn cứ đẻ bình thường. Vâng. Nhưng mà chúng ta cùng một lúc chúng ta tồn tại trong tổ ong có hai con chúa. Vâng. Và làm như thế thì chúng ta tiết kiệm được cái thời gian mà chờ cái chúa non đẻ. Vâng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với bà con. Đây con ong, con đây con chúa đây, nó chuẩn bị nó nở đây nhá mọi người. Đây này. Khi bắt đầu nó chui ra này. Đấy, chui ra này nhá. Bà con cho luôn nó vào đây. Đây. Cho luôn nó vào tổ ong này. Đây này. Đấy, cho luôn nó vào. Đấy, chúng ta kệ cho nó bò xuống. Nó sẽ bò xuống dưới này. Đây nhá mọi người thấy chưa? Đấy, nó đang chui vào đây. Nó đang chui đây này mọi người thấy chưa? Nó đang chui xuống. Đây nhá. Khi nó chui vào đây, nó vừa nở ra. Con chúa đẹp nhỉ? Con chúa rất là đẹp. Đấy, nó chui vào đây bà con ạ. Thì con tổ ong này không sợ chia đàn. Mặc dù trong này vẫn còn ong chúa già. Vâng. Và cùng một lúc thì cái tổ ong của mình có hai chúa. Tức là nó con chú già nó vẫn đẻ đúng không? Con chú già vẫn đẻ bình thường. Vâng. Và chú non của mình coi như là nó vẫn tồn tại. Vẫn tồn tại. Và nó vẫn nếu, đi. Nếu nó có gặp nhau nó cắn chết thì chỉ có chết chú già thôi. Vâng. Nhưng cái trường hợp mình thả như này thì ít khi chú già bị cắn chết lắm. Vâng. Đấy. Mà mình vẫn duy trì được cái đàn ong mình vẫn đẻ bình thường. Vâng vâng. Mình thay chúa trong cái mình phải trong cái thời gian thay chúa ấy đúng không? Mình phải bấm đúng giờ. Vâng. Đúng giờ đấy anh em mình làm hôm hôm nay mình căn 19, rất chuẩn nên không vâng. Và hôm nay là đúng ngày 19 đúng không? Vâng. Đúng ngày 19. À đâu hôm nay 20. Ngày 19. Ngày 19 chú ạ. Ngày 19. Không, hôm nay ngày 19. 11 ngày rồi, hôm nay 11 ngày rồi anh ạ. Ngày 19 thì chú. Ngày 20 chứ. Mình làm hôm 19. Thì mình làm đó hôm mùng 9. Mùng 9 thì hôm nay 19. Em không à hôm nay. Hôm nay 19. Đây. Yeah. Đây nhá, bây giờ đây này, đi em quay luôn cho mọi người xem hai con chúa luôn này nhá. Không có này mọi người lại bảo là bảo bọn em nói dối đấy mọi người nhá. Từ từ anh ơi tìm con chúa non lúc nãy nó ở mặt khả năng nó mặt cầu bên này. Mặt cầu bên này. Mà khi mình thả con chúa non bắt đầu nở mình thả vào đây thì không sợ không sao cả đây thở ngay lập tức luôn này thả luôn không? Thì không bao giờ chúa ong thợ cũng cắn đấy một ong thợ cắn hai nữa là nó không chia đàn đúng không thầy đã nhìn thấy con chúa non chưa từ từ đâu em nhìn đây đấy à đây con chúa non đấy mọi người từ từ nha mọi người em quay bà cho mọi người xem là khi mình thả chúa non đây con chúa non đây nhá từ ở trong kén chui ra mình thả một cái thì không vấn đề gì cả mình không phải nhốt mà cũng không phải coi như là sợ ong non nó cắn, ong thợ nó cắn. Anh tìm nốt con chúa già để cho mọi người xem, mọi người cứ bảo là không phải nhá. Đấy, chúa non là bây giờ đã... Cái con chúa non nó đang ở cầu đấy rồi, khả năng con chúa già ở cầu khác. Không, mình vừa thả thì chưa biết đâu. Vâng. Mình vừa thả thì chưa biết. Vâng, vâng. Đây là một cái kỹ thuật mà có thể nói là bí quyết nhà nghề đấy. Không mấy ai dám làm cái việc này đâu anh em ạ. Hôm nay mới chia sẻ với bạn. Thực ra nói thật với mọi người này, phó chủ tịch hội nuôi ong của huyện Lạc Thủy gần không tin được bọn em nuôi hai chúa đâu nhưng hôm nay để em làm cho mọi người thấy thôi. Ong có hai chúa cùng lúc. Nó hơi đốt. Nó bị chúa. Chúa hơi chúa nó mới. Mới nó ăn. Anh cứ đi rửa tay đi đã. Đây anh em nhá, bọn em lại thả một con nữa cho mọi người nhìn thấy đây nhá. Đấy. Đây. Đây này. Các bạn nhìn đây ạ. Con chúa đây nhá. Đây bắt đầu nó nở đây nhá mọi người nhá, chuẩn bị nó nở đây này. Đấy. Nâng nắp lên đây ạ. Lúc này mình sẽ đưa nó vào đây. Đưa nó vào đây thì bà con không phải lo các chúa ong thợ cắn chết nó. Mình cứ để đây. Đây này. Đúng lúc nó đây nha anh em nhá, mọi người thấy không? Đây này. Đây nhá, em quay cho mọi người thấy thực tế luôn nhá. Bọn em không cần bắt chúa già đâu anh em ạ. Nhìn đây này. Đấy nhá, ở đây em chui ra. Đấy bà con phải làm chúa làm sao bấm được đúng ngày nở như thế này. Như mình anh Quyền bấm ngày là ngày hôm nay là ngày 19 đấy. Làm hôm 19 và đúng ngày hôm nay là nó nở. Đây này em quay luôn cho mọi người thấy nó bò ra và luôn nhá. Giờ mình gỡ mũ chúa ra là bắt đầu là chúa nó sẽ nở. Chúa nó sẽ nở và mình cứ kệ nó chui ra. Khi nó chui ra thì cái ong thợ này nó không cắn
chết con chúa này. Đấy, và con ống chúa này nó ra cái là nó khống chế luôn tất cả đàn ong luôn. Đấy, bây giờ nó chui ra. Mình chờ lâu thì mình... Anh cậy nắp cho nó ra. Cậy cho nó ra, không vấn đề gì hết. Đấy nhá, mọi người thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Đây nhá, đây là con thứ hai nhá mọi người nhá. Đấy, em thả cho mọi người xem. Đấy, thấy chưa? Không bao giờ bị gì hết. Không bao giờ chia đàn nhá anh em nhá. Không sợ chia đàn. Đây là cách nuôi hai chúa đấy mọi người nhá. Không bao giờ sự chia đàn. Vâng. Đấy, xong nhá mọi người nhá. Bây giờ từ từ để em đây cứ quay lại cái thùng này nhá mọi người nhá, để em quay cho mọi người thấy hai con chúa luôn, chứ không phải lại bảo là em cứ nói dối mọi người là em hai chúa từ anh. Đây anh em ơi, đây bây giờ em mở cái đàn này để cho mọi người thấy nó có hai chúa thật luôn nhá mọi người nhá. Đấy, mọi người chờ bọn em một tí này. Lúc nãy cái điện thoại nó hơi nóng, nó ngắt, cho nên là lúc đấy em lại phải dừng nó lại. Hôm nay nó nhiều ong rừng quá cho nên ong nó cũng dữ anh em ạ. Đâu nó có hơi chúa mình mới. Hơi chúa mới nữa. Mới mình thả vào phát là đang hăng. Đúng rồi. Đấy, có chúa mới, nó cái hơi chúa mới nó hơi nó hăng lên là nó cũng hay đốt nữa. Chưa nhìn thấy cái chúa. Lật mặt kia. Đây này anh em nhá. Nghe ăn nó hơi hăng, nhưng mà là biết là nó muốn đốt mà. Nó không ạ, ông nó không hăng đây đâu. Chạy đâu rồi? Không thấy đâu nhỉ? Có bà cầu trong. Con này sẵn cầu trong rồi. Không, con này phải. Đấy, bà con cứ yên tâm là khi mình thả cái chúa non vào cái tổ đã đang có chúa thì đây rồi, chúa đây rồi, nó góc này, chúa nhìn thấy chưa? Đây này. À đây đây anh em ơi, đây này chúa đây nhá, từ từ nhá, bình tĩnh nhá, đây con chúa đâu, đây 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 con chúa già đây mọi người nhìn thấy chưa, đây này, đây em dí sát đây nhá, đây con chúa đây này, đấy, con chúa già, đây là con chúa già nhá mọi người nhá, mình thả nó ra thôi, còn con chúa non đấy là em thả trực tiếp luôn đấy mọi người. Còn có gì thì nếu mà mọi người cảm thấy mà không tin nữa thì thôi được rồi, em để vài hôm nữa em kiểm tra một lần nữa con chú non ở bên này. Chú nó đẻ, đây nhá, chú non đây nhá mọi người nhá, yên sang nhá. Giống người điện thoại quá. Chú non ở bên này. Chú nhìn thấy đâu. Thằng mắt tình như phết chứ người vừa. Nó chạy vì chỗ non nó chạy hăng lắm, có khi nó chạy sang cầu bên kia rồi, cầu trong rồi. Nó ơi, nó vào tận trong rồi. Ừ, đúng rồi. Riêng nó vừa ra phát là nó chạy rất đúng ghê luôn mọi người. Nó chạy hết các cầu trong đàn luôn, nó chạy sọc. Nó đi kiểm tra quân mà. Khi nó vào trong rồi. Kệ. Này, công nhận là ông nó có mùi chúa nên nó hăng thật. Rất hăng. Ấy đốt ngày anh em ạ, nó hung hăng lắm. Này, hăng lắm. Thôi được rồi, có gì để hôm nào, hôm nay nó có mùi chúa mới, nó nhiều ong rừng nên là nó hung hăng đốt quá. Đấy cái tổ này bây giờ hiện tại